Xin chào các con. Trong bài ngày hôm nay thì trước khi vào nội dung của bài mới thì cô và con sẽ cùng nhau đi chữa về phần bài tập về nhà mà chúng ta đã giao với nhau vào buổi trước. Thì đối với vấn đề số 1 thì chúng ta có bài tập liên quan đến khái niệm này, số nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn. Vậy thì bài số 1 hôm trước cô đã cho các con thì nó gồm có 3 ý. Đề bài yêu cầu đó là xét xem hệ phương trình sau là có bao nhiêu nghiệm. Vậy thì ta biết rằng là muốn xét xem một hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm thì chúng ta có hai cách làm. Cách đầu tiên là các con đưa nó về theo như hàm số bậc nhất mà chúng ta đã học, đưa cả hai phương trình của hệ. Và cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng theo cái tính chất đó là so sánh cái tỉ số giữa các hệ số với nhau. Vậy thì đối với từng cái ý một thì chúng ta cùng quan sát. Cô sẽ chữa nhanh phần này bởi vì cô tin rằng là các bạn ở nhà đều đã hoàn thiện bài tập về nhà này về ở trong vở của mình rồi. Thì bây giờ quan sát đối với câu A thì ta thấy rằng ở trong câu này người ta đã có dạng của hai phương trình của hệ này đều có dạng của hàm số bậc nhất rồi. Vậy thì chúng ta nên áp dụng theo cách đầu tiên đó là đi kiểm tra hệ số của x, so sánh nó với nhau để xem là nó sẽ rơi vào cái trường hợp nghiệm của phương trình như thế nào. Vậy thì ta biết rằng là có 3 trường hợp. Thứ nhất là hệ phương trình có một nghiệm duy nhất, hệ phương trình vô nghiệm và hệ phương trình vô số nghiệm. Vậy thì trong bài này thì ta thấy ngay là hệ số của x lúc này là (1/2), bên dưới cũng là (1/2). Như vậy hai hệ số này a bằng nhau rồi này. Nhưng b thì sao? Một cái là 3 và một cái là 1. Như vậy là hai cái giá trị này khác nhau. Vậy có nghĩa rằng là nó sẽ có vô nghiệm. Và ở đây thì cô trình bày cho các con, thì con nhớ cho cô này. Khi mình so sánh hệ số thì ta so sánh hệ số A trước. Nếu như nó bằng nhau, ta tiếp tục đi so sánh B tiếp. Đấy là đối với câu A. Tiếp theo thì chúng ta có sang câu B. Câu B ở đây thì chúng ta kiểm tra xem là chúng ta nên lựa chọn theo cách nào, cách số 1 hay cách số 2. Thì ta thấy là nếu như nó đưa về cái dạng tổng quát chung của phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ấy, thì nó sẽ có dạng đấy là cái phương trình đầu tiên là AX cộng BY bằng C, và bên dưới sẽ là cũng tương tự như vậy. Thì trong bài này thì ta thấy là chỉ có duy nhất là có chứa hệ số của X này, hệ số của Y này, mà không có cái hệ số tự do C nữa, cho nên là ta nên sử dụng là đưa về theo phương trình của hàm số bậc nhất. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách đi so sánh, đưa nó về theo hàm số bậc nhất. Sau đó so sánh các hệ số của x. Lúc này ta thấy rằng là sau khi đưa được về hàm số bậc nhất thì các hệ số lần lượt sẽ khác nhau. (3/2) khác với 2/3. Cho nên bởi vì nó không có cái hàng số tự do ở đây, hệ số tự do, cho nên là mình sẽ không cần phải đi so sánh nó nữa. Và nếu như đã đạt giá trị khác ở đây rồi thì ngay lập tức là nó sẽ có một nghiệm duy nhất. Thì về cái phần này thì chúng ta nắm rất chắc về chương trước rồi. Tiếp theo đối với ý C. Ý C lúc này thì các con quan sát, nó đã có dạng tổng quát của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Và lần lượt ta kiểm tra các hệ số của x và y cũng như là cái hệ số tự do thì là nó đều đã khác không rồi. Vậy chúng ta có thể xử lý bằng các cách như sau. Cách đầu tiên các con vẫn có thể đưa về theo hàm số bậc nhất. Và cách thứ hai chúng ta sử dụng là việc gì? Xét tỷ lệ. Xét các tỷ lệ của các hệ số để chúng ta có thể kết luận được là cái số nghiệm của nó là như thế nào. Vậy thì chúng ta có thể đưa nó về xét các tỷ lệ, bởi vì ta thấy là các hệ số lần lượt đều khác không rồi. Vậy thì ý C thì chúng ta thấy là tỷ lệ đầu tiên chúng ta xét đó là chỉ cần xét tỷ lệ của A1 trên A2 này, nó khác B1 trên B2 thì ngay lập tức nó sẽ có nghiệm duy nhất. Còn đâu nếu như cái giá trị hai tỷ số đến nó bằng nhau rồi thì ta mới xét đến tỷ số là C1 trên C2 sau. Vậy thì bài số 1 này thì cô tin là các con sẽ không gặp vấn đề khó khăn gì trong việc nhận diện về cái hệ số hay là cái hướng làm để mình có thể giải quyết được này một cách tốt nhất. Chúng ta sang bài tập về nhà số 2. Bài số 2 đề bài cho như sau. Đấy là cho hai phương trình này. Và cái ý A nhỏ tìm nghiệm tổng quát của mỗi phương trình trên. Ý B là vẽ các đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình trong cùng một hệ trục tọa độ, rồi hãy xác định cái nghiệm chung của nó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tìm được nghiệm tổng quát thì giống như cái phần sơ đồ tư duy mà hôm trước cô đã giao cho các con. Đó chính là nghiệm tổng quát của mỗi phương trình, có nghĩa là mình sẽ biểu diễn được một cái nghiệm của phương trình này theo nghiệm còn lại, theo cái ẩn còn lại. Vậy thì
Đối với cái phương trình đầu tiên, 2x cộng y mà bằng 4, ta có thể cố định một cái giá trị của x hoặc của y, sau đó ta sẽ biến đổi cái ẩn còn lại theo giá trị vừa rồi ta đã giữ nguyên. Vậy thì đối với phần bài số 2 này, thì đối với ý A thì cô có thể trình bày, hướng cho các con cái việc trình bày như sau. Đầu tiên là nó sẽ có nghiệm tổng quát, thì giống như cái công thức tổng quát mà chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu ở bài trước. Thì ta thấy rằng là nếu như ta cố định giá trị x thì y lúc này mình sẽ biến đổi được, giữ nguyên y này và chuyển vế 2x sang vế bên tay phải, thì ta sẽ được là y bằng 4 trừ đi 2x. Và ngay lập tức thì chúng ta sẽ có nghiệm tổng quát của nó. Trong trường hợp này thì ta thấy rằng là mọi cái giá trị của x khi ta thấy là nó thuộc vào r, ta thay bất kỳ giá trị nào, ta đều có được một nghiệm bất kỳ của cái phương trình bậc nhất hai ẩn này. Tương tự như vậy thì đối với cái phương trình thứ hai, 3x cộng với 2y bằng 5, thì chúng ta cũng đưa về được nghiệm tổng quát là như thế này. Vậy thì ở trong bài này thì cô đã hướng cho các con đấy là cố định giá trị của x, bên dưới cũng vậy. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể cố định giá trị của y, thì chúng ta cố định giá trị của y như sau. Đầu tiên là chúng ta có thể xử lý bằng cách đó là đối với phần đầu tiên là 2x cộng y mà bằng 4. Nếu như ta cố định giá trị của y thì ta phải biến đổi x theo y, có nghĩa là tương ứng với x lúc này 2x sẽ bằng với 4 trừ y. Và tương ứng bên dưới ta sẽ được là x sẽ bằng 4 trừ y phần 2. Vậy thì nghiệm tổng quát lúc này nó sẽ trở thành đó là x sẽ được biến đổi x y lúc này sẽ trở thành đó là 4 trừ đi y phần 2. Và với giá trị y cố định thì đây là chính là cái nghiệm tổng quát của mình. Và lúc này thì nhớ cho cô rằng là y nó phải thuộc vào r, tập số thuộc r. Và tương tự như dưới thì chúng ta cũng có thể biến đổi đó là từ cái phương trình 3x cộng với 2y mà bằng 5. Thì chúng ta sẽ có thể giữ nguyên giá trị của y và ta lựa chọn biến đổi x theo y. Thì tương ứng giống như ở trên, ta có thể biến đổi nhanh. X lúc này sẽ bằng 5 trừ đi 2y và chia cho 3. Vậy thì nghiệm tổng quát lúc này nó sẽ trở thành đó là 5 trừ 2y trên 3. Và y giữ nguyên, thì đây chính là cái nghiệm tổng quát. Và nhớ rằng y sẽ thuộc vào r. Cho nên là chúng ta có thể tùy vào từng bài tập mà các con có thể lựa chọn bất kỳ cách nào thì chúng ta vẫn ra được cái giá trị cụ thể này. Bây giờ chúng ta sẽ xem ý số 2. Ý 2 của đầu bài thì người ta cho đấy là chúng ta sẽ phải biểu diễn được cái hai cái phương trình này ở trên mặt phẳng tọa độ và hãy kiểm tra xem là nghiệm của chúng là có tọa độ là như thế nào. Thì ta biết rằng là đối với giải một hệ phương trình ấy, thì ta biết rằng cái số nghiệm nếu như một hệ phương trình mà có một nghiệm duy nhất thì nghiệm của hệ phương trình này sẽ là giao điểm của hai đường thẳng với hai đường thẳng sẽ lần lượt ứng với hai phương trình của hệ. Vậy thì đối với cái ý B thì ta có đồ thị của hàm số sau khi các con vẽ được thì nó sẽ có dạng như sau. Đây, trên hình vẽ cô đã mô tả cụ thể đó là đường thẳng 2x cộng y bằng 4 được mô tả bằng đường như cô đã chú ý. Tiếp theo là 3x cộng với 2y bằng 5 thì nó cũng được mô tả trên hình vẽ như thế này. Vậy thì hai đường này ta thấy là nó có cắt nhau, bởi vì ngay lập tức ta thấy là chúng ta có thể xử lý bằng cách là làm ra nháp để ta kiểm tra xem là tỷ lệ giữa hệ số của nó có khác nhau hay không. Ở đây thì chúng ta thấy là 2/3 này sẽ khác với 1/2. Như vậy thì hai đường thẳng này chắc chắn là sẽ cắt nhau tại một điểm và như vậy nó sẽ có một nghiệm duy nhất. Hai đường thẳng này khi cắt nhau rồi, vậy thì ở đây cô thấy là nó giao nhau một điểm này rồi. Vậy thì muốn để xác định được tọa độ của cái giao điểm này thì cô sẽ cần phải gióng từ vị trí của giao điểm lên trục OX và tương ứng gióng ngang sang trục OY thì cô sẽ được tọa độ cái giao điểm, hay cũng chính là nghiệm của hệ phương trình mà có hai phương trình, chính là hai giá trị ở đây, hai phương trình ở trên đường thẳng này. Vậy thì chúng ta có thể gióng như sau,
Sau khi mình gióng sang thì từ vị trí giao điểm này mình sẽ thấy là nó sẽ có hoành độ là 3, còn tung độ là âm 2. Như vậy có nghĩa là nghiệm của hệ phương trình sẽ là xy bằng 3 và âm 2. Thể trong nhiều bài chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể chia một cách chính xác được các giá trị ở đây. Ở đây là cô đã chia các vạch chia như thế này. Tuy nhiên rằng một số bài thì chúng ta thấy là không thể chia một cách cụ thể. Và việc mà chúng ta gióng từ vị trí giao điểm sang các trục để lấy được cái tọa độ của nghiệm ấy, thì nó gặp vấn đề khó khăn nếu như cái giá trị đấy nó mang số lẻ. Chẳng hạn ví như chúng ta có được một nghiệm chẳng hạn như là 19/7 hoặc là âm 12/5 chẳng hạn. Đấy, thì như vậy là chúng ta thấy rằng là rất khó khăn trong cái việc là chúng ta gióng sang các trục và nó không đảm bảo cho chúng ta được cái tính chính xác. Vậy thì đặt ra câu hỏi là có cách nào khác để chúng ta có thể giải được một hệ phương trình mà không cần thông qua cái phương pháp đồ thị này hay không? Thì chúng ta sẽ có cách làm ở ngay trong bài ngày hôm nay. Bây giờ cô và con sẽ cùng chuyển sang bài mới. Đối với bài mới này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu vấn đề số 2, đó là cách giải được một cái hệ phương trình bằng cái phương pháp đầu tiên mà chúng ta nắm được, đó chính là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Vậy thì trong cái chuyên đề này thì đây cũng chính là một cái phần để hỗ trợ cho các con có thể là giải quyết được một cái hệ phương trình mà chúng ta có thể là tìm được chính xác được cái nghiệm của nó. Vậy thì trong cái vấn đề số 2 này thì chúng ta cần phải nắm được thế nào là quy tắc thế. Bởi vì trước khi để áp dụng một cái phương pháp thế thì chúng ta phải nắm được cái quy tắc của nó đã. Vậy thì đầu tiên, đối với phần kiến thức cần nhớ thì các con cần phải biết được thế nào là quy tắc thế. Ngay từ cái vị trí đấy là, ngay từ cái ý nghĩa của cái từ ở đây, chúng ta có từ thế, có nghĩa là giống như việc là chúng ta phải thay một cái gì đấy bằng một cái gì đấy, đúng không? Vậy thì quy tắc thế này thì bước đầu tiên đối với phương trình thì chúng ta cũng giống như việc là thay ẩn này bằng ẩn kia. Thì bước đầu tiên các con cần phải làm đó là từ một phương trình của hệ đã cho thì chúng ta sẽ cần biểu diễn một ẩn này theo ẩn kia. Rồi sau đó ta sẽ thế vào phương trình thứ hai để tạo thành được một phương trình mới. Và lúc này nếu như ta đã thay cái ẩn này bằng ẩn kia rồi thì ngay lập tức phương trình mới này sẽ chỉ có một ẩn. Và bước số 2 thì chúng ta sẽ dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thứ hai trong hệ và giải. Và lưu ý rằng là cái phương trình đầu tiên chính là phương trình mà chúng ta đã thế ở trên rồi. Vậy thì để chúng ta nắm được kỹ hơn về cái phần này thì chúng ta cần phải đi làm thử một cái ví dụ. Thì cô và con sẽ cùng chuyển sang phần ví dụ. Ví dụ đầu tiên đề nó cho như sau. Hãy giải hệ phương trình 2x trừ y bằng 3 với bên dưới thì chúng ta có là x cộng với 2y bằng 4. Vậy thì đối với quy tắc thế thì chúng ta thấy là nắm chắc đầu tiên, bước 1 là chúng ta cần phải biểu diễn một ẩn theo ẩn kia từ một cái phương trình của hệ. Thì chúng ta thấy là cái việc biểu diễn ẩn ở đây cũng cần phải chọn lựa để làm sao là chọn cái ẩn nào cho nó phù hợp. Vậy thì đối với phần này thì chúng ta thấy là có hai ẩn x và ẩn y. Vậy ta có thể lựa chọn giữ nguyên x và sau đó biểu diễn gì nhỉ? Chúng ta có thể lựa chọn là biểu diễn x theo y cũng được, hoặc biểu diễn y theo x cũng được. Nếu như chúng ta biểu diễn x theo y thì chúng ta nên lựa chọn phương trình nào ở trong hệ này? Nếu như đối với lựa chọn biểu diễn x theo y thì ta thấy rằng ở cái phương trình đầu tiên của hệ nó có xuất hiện hệ số 2. Như vậy, nếu như ta biểu diễn, chẳng hạn như cô biểu diễn như sau. Cô muốn biểu diễn x theo y thì cô sẽ từ cái phương trình số 1, cô sẽ giữ nguyên x và cô sẽ chuyển vế y sang về bên kia thì sẽ được là 3 cộng với y. Sau đó cô sẽ được là x sẽ bằng 3 cộng y phần 2. Như vậy ở đây ta thấy là xuất hiện phân số. Mà đã xuất hiện phân số này thì không phải là bài nào chúng ta thấy là nó cũng ra được kết quả đẹp. Và chúng ta thường là tránh trong cái phần làm bài của mình thì mình thường tránh những cái phần nó liên quan đến đưa về phân số để chúng ta có thể là tránh bị nhầm lẫn. Vậy thì nếu như cô không chọn theo cách này để tránh cái trường hợp rơi vào phân số thì cô có thể chọn cái phương trình số 2 hay không? Ở đây theo như quy tắc thế người ta nói rằng là có thể lựa chọn một trong hai phương trình. Vậy thì cô thử lựa chọn phương trình số 2, đó là x cộng với 2y bằng 4. Thì nếu như cô muốn biểu diễn x theo y thì cô chỉ cần giữ nguyên x và cô chuyển vế
những số nào mà chứa y sang với còn lại. Thì ta thấy rằng ngay lập tức, à đây là một biểu thức bình thường rồi, không phải biểu thức phân số. Vậy thì dễ dàng chúng ta đưa được nó về dạng, đấy là phương trình chỉ có một ẩn, nếu như ta thay nó lại vào phương trình đầu tiên. Vậy thì cái việc lựa chọn lúc này, lựa chọn ẩn để biểu diễn ẩn này theo ẩn kia, thì chúng ta cũng cần phải có cái kỹ thuật để chúng ta lựa chọn một cách chính xác và để giúp cho con bị được tối giản trong cái phần mà mình trình bày ở phía dưới. Ngoài ra thì nếu như cô không muốn lựa chọn x theo y thì cô có thể lựa chọn là biến đổi y theo x. Vậy thì nếu như biến đổi y theo x thì cô sẽ biến đổi như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là tương tự như vừa rồi, chúng ta có thể lựa chọn, đấy là lựa chọn giữ nguyên biểu diễn cái giá trị của y này theo x bằng cách là ta sẽ đưa nó về thành y bằng 2x - 3. Và sau đó cái phương trình số 2, đến bước số 2 của mình, đó chính là dùng cái phương trình mới này thay vào bên dưới này, thì ta sẽ được một phương trình một ẩn, và ẩn này chỉ còn chứa x thôi. Thì ta thấy là khi y mà bằng 2x - 3 này thì các con thay ngay cái giá trị y này vào xuống cái phương trình ở bên dưới, thì ta sẽ được là x này cộng 2 nhân với 2x - 3, và kết quả sẽ là bằng 4. Từ đây thì ta thấy là cái việc đi giải cái phương trình ở bên dưới này, phương trình số 2 này, thì cực kỳ đơn giản. Bởi vì sao nhỉ? À, nó chỉ có một ẩn thôi. Mà một ẩn thì chúng ta có thể dễ dàng thực hiện bằng cách đấy là nhân phá ngoặc ra, sau đó rút gọn biểu thức này đi. Từ đấy thì chúng ta sẽ đưa được nó về y, phương trình đầu tiên vẫn là y bằng 2x - 3. Còn ở bên dưới ta đã tính được x bằng 2 rồi. Và khi có x bằng 2 thì chúng ta thay ngược lên bên trên thì ta sẽ ra được giá trị của y. Và lúc này y sẽ bằng 1 và x bằng 2. Thì đây sẽ là cái nghiệm của hệ phương trình. Và lưu ý rằng nếu như các con lựa chọn ở trong cái trường hợp này thì ta thấy rằng nó hơi đảo ngược một chút. Bình thường thì ta hay có đấy là một hệ thì người ta hay ký hiệu đó là x này và y bên dưới. Đúng không? X bằng giá trị nào đấy và y bằng giá trị nào đấy. Tuy nhiên là nếu như chúng ta giải như thế này, có một số trường hợp nó sẽ ra để là y nằm bên trên, x nằm bên dưới. Nhưng nếu như các bạn mà không chú ý thì các con sẽ có thể là ghi kết luận nhầm. Thì có thể là chúng ta sẽ kết luận nhầm. Ví dụ như ở đây mình có là y bằng 1, x bằng 2. Thì các bạn ấy có thể kết luận nhầm. Các bạn có thể kết hợp như sau. Đó chính là các bạn ấy viết nhầm thành là nghiệm của x y bằng 1, 2. Bởi vì mình nhìn nhanh mà. Các bạn ấy có thể nhìn nhanh. Thì mình sẽ có thể kết luận nhầm như thế này. Thì đây thì các con nhớ rằng giá trị x thì phải ứng với bên này cũng phải là x. Nhưng ở đây x lại bằng 2, như vậy là kết luận như thế này là kết luận sai. Và chúng ta chú ý rằng là các con cần phải để ý về cái vị trí của x và y. Vậy thì phần kết luận này thì chúng ta cần phải kết luận đó là vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là x y với giá trị x là 2, còn y đây là 1. Thì chúng ta nhớ cho cô về cách kết luận này. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ số 2. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là để giải được một cái hệ phương trình mà chúng ta áp dụng như quy tắc thế lúc nãy, thì chúng ta sẽ đưa được cái phương trình ban đầu này về theo một cái phương trình mới tương đương với nó, với có chứa một ẩn, có một phương trình sẽ có chứa một ẩn duy nhất thôi. Vậy thì cách làm giải hệ phương trình theo phương pháp này thì được gọi là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Vậy cách làm tóm tắt của nó như thế nào thì chúng ta sẽ quan sát với như sau, với cách làm như sau. Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế thì chúng ta bao gồm có hai bước. Bước đầu tiên vẫn là chúng ta sẽ dùng quy tắc thế để biến đổi hệ phương trình đã cho trở thành một cái hệ phương trình mới. Và hệ phương trình này nhớ cho cô đấy là phải tương đương với hệ cũ. Trong đó có một phương trình là chứa một ẩn duy nhất thôi. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ giải cái phương trình một ẩn vừa rồi và sau đó suy ra được nghiệm của hệ đã cho. Và hai bước này thì chúng ta thấy là nó cũng sẽ tương đồng với cái bước làm ở phía trên đối với phần quy tắc thế. Bây giờ để chúng ta có thể nắm rõ hơn về nội dung của cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế này thì cô và con sẽ cùng chuyển sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 2, đề bài cho như sau. Hãy giải hệ phương trình 4x cộng với 2y bằng âm 6 và âm 2x trừ y bằng 3. Thì ta thấy là giống như vừa rồi, để giải được một cái hệ phương trình bằng cái phương pháp thế thì chúng ta cần phải lựa chọn đầu tiên là chúng ta chọn xem là chúng ta sẽ muốn biến đổi ẩn nào theo ẩn còn lại.
thì chúng ta có hai sự lựa chọn, có thể biến đổi x theo y hoặc biến đổi y theo x. Nếu như biến đổi x theo y thì chúng ta thường là sẽ lựa chọn những cái giá trị x nào, cái phương trình nào của ẩn ấy, của hệ ấy, mà nó chỉ có duy nhất x đứng một mình hoặc y đứng một mình thôi, nó không có chứa hệ số, thì chúng ta mới có thể biểu diễn nó một cách là dễ dàng được. Vậy thì quan sát vào trong hệ này thì ta thấy rằng là phương trình đầu tiên x nó có hệ số là 4 này, y có hệ số là 2 và hệ số tự do ở đây là -6. Như vậy là tất cả các cái hệ số này đều không phải là đứng một, đều không phải là 1, tức là x y không đứng một mình. Thì ta chuyển sang cái phương trình số 2, đó là x có hệ số là -2, y có hệ số là -1 và hệ số tự do đây là 3. Như vậy là ta có thể là nhìn nhanh, ta có thể biểu diễn ngay được y lúc này có thể biểu diễn theo x, lựa chọn cái phương trình số 2 thì ngay lập tức các con có thể giải quyết nó như sau. Từ phương trình số 2, từ phương trình 2 này, hệ phương trình 2 này thì ta sẽ biến đổi tương đương thành hệ mới sao cho cái giá trị y lúc này sẽ trở thành là -2x - 3. Tức là ta đã biến đổi một ẩn theo ẩn kia, sau đó ta sẽ thay vào vào phương trình ban đầu, vào phương trình còn lại thì ta sẽ được một phương trình mới chỉ có ẩn ở đây là ẩn x thôi. Sau khi đó thì ta thấy là phương trình này thì rất dễ dàng chúng ta có thể là giải được. Mà ta thấy là sau khi rút gọn nó ra thì ta được là 0x bằng 0. Còn cái phương trình số 2 vẫn giữ nguyên là y bằng 2x - 3. Vậy thì ta thấy là 0x mà bằng 0. Vậy thì những số nào nhân với 0 thì cũng bằng 0, ta biết rồi. Và những giá trị x này sẽ thuộc ở trong cái tập số lớn nhất mà các con đã học trong cái chương trình của mình, đó chính là tập số thực. Vậy thì ở trong trường hợp này có vô số giá trị của x thỏa mãn mà sao cho giá trị của y thì chỉ cần là bằng 2 - 2x - 3 thôi. Vậy hệ phương trình lúc này sẽ có vô số nghiệm. Và hệ phương trình vô số nghiệm này thì sẽ được xác định bằng công thức, đó là nghiệm của nó là x thuộc vào tập số thực R và y sẽ bằng -2x - 3. Thì lưu ý cho cô là nếu như có một trong hai phương trình của hệ mà có dạng đấy là 0x bằng 0, có nghĩa là luôn đúng đấy, thì có nghĩa là phương trình này sẽ phải có vô số nghiệm. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo, ví dụ số 3. Ví dụ số 3 đề bài cho như sau, đó là hãy giải hệ phương trình 3x cộng 2y bằng -x và 5 nhân với x cộng y bằng -3x cộng y trừ 5. Cái hệ phương trình này có gì đặc biệt so với những hệ trước? Thì đối với những hệ trước thì ta thấy là nó đã có dạng cụ thể của cái dạng tổng quát của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó là bao gồm là a1x cộng b1y bằng c1, a2x cộng b2y bằng c2. Tuy nhiên, sang cái hệ này ta thấy nó vẫn đặt ra vấn đề là tại sao ở cả hai vế đều có chứa x này, bên dưới thì cả hai vế đều có chứa y. Làm thế nào để nó đưa nó về được theo cái hệ phương trình mà có dạng tổng quát như ban đầu? Thì các con cần phải chuyển vế và sau đó chúng ta sẽ biến đổi để sao cho là thu được một cái hệ phương trình mà có dạng tổng quát như chúng ta đã học, để chúng ta có thể áp dụng được cái quy tắc thế hoặc là phương pháp thế để chúng ta giải quyết được câu này. Vậy thì ngay lập tức thì các con thấy là hệ phương trình này sẽ sau khi mình biến đổi xong thì nó sẽ tương đương được, đó là bằng hệ phương trình này sẽ có hai phương trình là 4x cộng 2y bằng -1 và 8x cộng 4y bằng -5. Thế đây, như vậy là chúng ta đã đưa nó về được cái phương trình mà ban đầu, phương trình cơ bản ban đầu mà chúng ta có thể là giải quyết được bằng phương pháp thế. Vậy đầu tiên thì ta kiểm tra xem là các hệ số của nó như thế nào để chúng ta có thể áp dụng quy tắc thế hay không. Đối với ở đây thì ta thấy là hệ số của x này, y và hệ số tự do đều lần lượt là các hệ số cụ thể và không có cái giá trị nào mà x, y đứng một mình cả. Như vậy là dù chúng ta không muốn xử lý bằng cách để là đưa nó về theo phân số, nhưng đối với những bài như thế này mà các con vẫn muốn áp dụng quy tắc thế thì các con vẫn có thể đưa nó về theo phân số như bình thường. Thì ở đây mình có thể lựa chọn để là lựa chọn đặt cái giá trị
rút y theo x. Sau khi rút y theo x thì ta thấy là chúng ta có thể chuyển vế 4x sang vế bên phải. Thì vế bên phải lúc này trở thành là âm 1 trừ đi 4x. Sau đó ta sẽ chia cả hai vế này cho 2 bởi vì y lúc này có hệ số là 2. Sau khi thu được y theo x rồi thì con vẫn làm theo đúng cái quy tắc mà chúng ta đã học, đó là chúng ta sẽ thay nó xuống cái phương trình thứ hai. Thì ngay lập tức con sẽ được một cái phương trình mới, đó chính là 8x cộng với 4 nhân với cái biểu thức mà y đã được biến đổi. Từ đấy sẽ là bằng âm 5. Và cái việc giải cái phương trình này vẫn rất đơn giản. Chúng mặc dù nó có phân số, tuy nhiên phân số này không hề phức tạp. Chúng ta vẫn có thể là nhân phá ngoặc và sau đó giải quyết như bình thường. Sau đó thì khi các con làm xong, rút gọn biểu thức ở bên dưới này đi, ta thấy rằng là ta thu được âm 2 bằng âm 5. Và điều này là hoàn toàn vô lý, bởi vì là chúng ta biết là không có giá trị nào mà âm 2 lại bằng âm 5 cả. Biểu thức y ở bên trên, y bên trên vẫn được biến đổi giữ nguyên. Nếu như ở trong một hệ phương trình mà ta biết rằng là chỉ gần một trong hai phương trình mà không có thỏa mãn, không vô lý, thì có nghĩa là cả hệ phương trình đấy sẽ là vô nghiệm. Vậy thì ở đây, bởi vì có một cái phương trình của hệ không thỏa mãn, như vậy là chúng ta sẽ kết luận được là hệ phương trình lúc này sẽ vô nghiệm. Vậy hệ phương trình là vô nghiệm, cho nên là các con nhớ này, trong các trường hợp ví dụ là có một nghiệm duy nhất này, vô nghiệm này, hoặc là vô số nghiệm, thì từng trường hợp của nó là như thế nào thì cô cần phải chú ý cho các con để các con tránh nhầm lẫn trong cái việc kết luận. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ nữa để chúng ta thấy rằng là ngoài những cái dạng ví dụ như là có dạng tổng quát chung là hệ phương trình bậc nhất hay ẩn cụ thể giống như ban đầu chúng ta học, hoặc là có dạng biến đổi phức tạp hơn một chút, đó là chúng ta phải thông qua một bước rút gọn để thu được cái phương trình tổng quát ban đầu. Vậy thì ngoài cái dạng này ra thì chúng ta còn có những dạng nào khác nữa? Thì bây giờ sang ví dụ số 4 sẽ giúp cho các con có thể nắm được cái cách làm tiếp theo. Ví dụ số 4, đề bài cho như sau. Hãy giải hệ phương trình. Và hệ phương trình này, ta thấy rằng là nó phức tạp hơn rồi. Nó đã phức tạp hơn một chút rồi, bởi vì ở đây xuất hiện gì nhỉ? Xuất hiện phân số này, mà ẩn lúc này lại nằm ở dưới mẫu. Và nếu ẩn nằm ở dưới mẫu này thì liệu ta còn có thể là áp dụng quy tắc thế ngay trực tiếp được hay không? Ta có thể biến đổi x theo y hoặc y theo x hay không? Thì cái câu hỏi này thì rất nhiều bạn khi mà bước đầu chúng ta học về hệ phương trình thì chúng ta thường là gặp khó khăn trong cái việc biến đổi. Nhưng các con cần phải chú ý đó là quan sát vào cái hệ này. Ta thấy rằng là phương trình đầu tiên nó có chứa là 1 trên x, tiếp theo là 1 trên y. Vậy phương trình số 2 có còn chứa cái giá trị đó hay không? Thì ta thấy là bên dưới là có 2 trên x. Thế 2 trên x thì theo các con thì ta thấy rằng là nếu như cô có 2 trên x thì nó cũng có thể được biến đổi bằng 2 này nhân với 1 trên x, đúng không nhỉ? Tiếp theo này, cô có 4 trên y thì cũng có thể biến đổi thành là 4 nhân với 1 trên y. Vậy thì đã xuất hiện là 1 trên x này, 1 trên y này. Vậy thì giống hệt như ở cái phương trình bên trên, phương trình đầu tiên, thì ta thấy là chúng ta đã xuất hiện được các cái số giống nhau rồi. Vậy thì đối với cách làm của cái dạng mà chúng ta có chứa những giá trị như thế này, đầu tiên thì các con cần phải nhớ rằng nếu như nó có x và có y nằm ở dưới mẫu số thì theo như cách làm mà ngày trước chúng ta đã học về phần rút gọn ý, thì ta luôn luôn cần phải đặt điều kiện để sao cho cái ẩn đấy nó có nghĩa. Vậy thì cách làm đầu tiên đối với cách giải thì ta cần phải đặt cái điều kiện của x và y, và khi nó nằm ở dưới mẫu thì chắc chắn là nó phải khác không rồi. Sau đó thì bởi vì ta nhận diện được nó là cả cái phương trình đầu tiên, phương trình số 1 và phương trình số 2 đều có chứa 1 trên x và 1 trên y. Vậy thì cô có thể là hướng cho các con việc đó là chúng ta có thể đặt, ngay lập tức chúng ta đặt được giá trị của 1 trên x bằng một số này, 1 trên y cũng bằng một số. Sau đó chúng ta sẽ có thể là đưa về được một cái phương trình mới. Ở đây, nếu như chúng ta đặt a bằng 1 trên x, y bằng 1 trên, b bằng 1 trên y, thì ta thấy rằng là bởi vì x và y này nó đã khác không rồi, cho nên là cả cái phân số này đều phải khác không, hay có nghĩa là a và b khác không. Cái phương pháp này chúng ta học thì
Đây sẽ là một cái phương pháp mới nữa, đó là chúng ta sử dụng phương pháp thế để có thể đưa được hệ phương trình về thành hệ phương trình đơn giản ban đầu để chúng ta có thể sử dụng theo quy tắc thế. Sau khi chúng ta đặt xong được A và B rồi, thì lúc này hệ phương trình ban đầu sẽ tương đương với các giá trị đó là A trừ đi B bằng 1. Bởi vì ta biết rằng là 1 trên x thì bằng A rồi, 1 trên y thì bằng B rồi. Và thay vào thì ta sẽ được là A trừ đi B bằng 1. Tiếp theo này là chúng ta có là 2A cộng 4B bằng 5. Và sau đó thì phương trình này đã có dạng cơ bản của một cái hệ phương trình tổng quát. Vậy cách làm của nó vẫn đưa được về theo chúng ta áp dụng theo phương pháp thế để chúng ta giải như bình thường. Đầu tiên thì chúng ta cũng có thể lựa chọn một trong số hai ẩn A và B để chúng ta xử lý. Vậy cách lựa chọn dễ nhất, quan sát đầu tiên đó là quan sát xem là một trong hai cái phương trình này chúng ta lựa chọn cái phương trình nào. Phương trình đầu tiên thì AB này có thể là đứng đơn độc một mình rồi. Vậy thì chúng ta nên lựa chọn nó để chúng ta biểu diễn một ẩn này theo ẩn kia. Còn phương trình số 2 thì AB này không phải đứng đơn độc mà nó có những cái hệ số ví dụ là 2 này, là 4 này, thì chúng ta không nên sử dụng cái phương trình số 2. Thế từ phương trình đầu tiên thì chúng ta sẽ rút A theo B hoặc các con có thể rút B theo A tùy ý của mình. Sau đó chúng ta thay lại vào phương trình số 2, được một cái phương trình mới chỉ có một ẩn B thôi. Rồi chúng ta sẽ giải cái hệ phương trình này, rút gọn là đi, thì sau đó các con sẽ thu được ẩn đầu tiên, mình sẽ thu được ẩn B trước, đó là bằng 1/2. Sau đó từ có giá trị của B rồi, ta thay ngược trở lại thu được A sẽ bằng là 3/2. Và nhớ rằng đấy là sau khi có A và B thì các con cần phải kiểm tra xem là AB này đã thỏa mãn điều kiện hay chưa. Thì ta có là AB khác không rồi, ngay lập tức thì hai giá trị này đã thỏa mãn điều kiện. Vậy sau khi đã có AB thỏa mãn điều kiện thì chúng ta cần nhớ rằng không phải là chúng ta sẽ kết luận luôn nghiệm của hệ phương trình là giá trị 3/2 và 1/2 đâu nhé. Mà chúng ta thấy rằng là đề yêu cầu ở đây là nghiệm nó phải là xy cơ. AB của chúng ta chỉ là ẩn thôi. Và khi có AB rồi thì chúng ta cần phải tìm ra được xy ban đầu. Thì thay ngược trở lại, A thì bằng 1 trên x. Ở đây ta tìm được A bằng 3/2. Có nghĩa rằng giá trị của x sẽ bằng nghịch đảo của A. Và tương tự B cũng như vậy. Ta thu được x bằng 2/3 và y sẽ bằng 2. Vậy hai giá trị này kết hợp lại với điều kiện của xy, ta thấy rằng là nó đã thỏa mãn rồi, nó khác không rồi. Vậy đây chính là nghiệm của hệ phương trình. Và các con nhớ chú ý rằng kết luận hệ nghiệm của hệ phương trình là chúng ta kết luận đúng như cái giá trị ở đây sẽ bao gồm là x này, y này, và lần lượt vị trí của x và vị trí của y nó phải tương ứng với nhau, chứ các bạn không nên kết luận mà không chú ý thì chúng ta sẽ bị đảo lộn các giá trị, là dễ gây nhầm lẫn cho mình trong cái việc trình bày. Như vậy là chúng ta thấy rằng đấy là thông qua cái bài ví dụ số 4 này thì không phải là bài toán nào chúng ta có thể áp dụng được trực tiếp cái phương pháp thế, mà có thể là chúng ta thông qua phương pháp khác nữa. Ở đây chính là phương pháp đặt ẩn phụ. Chúng ta thông qua việc đặt ẩn phụ để chúng ta đưa nó về được theo cái phương trình tổng quát ban đầu, để từ đó chúng ta áp dụng theo quy tắc thế, phương pháp thế để chúng ta giải quyết được nó. Vậy cái việc đặt ẩn phụ, nhớ rằng khi chúng ta đặt ẩn phụ thì chúng ta ngoài điều kiện của nghiệm ban đầu thì chúng ta cũng cần phải có điều kiện của ẩn nữa. Nếu như chúng ta không có điều kiện của ẩn thì có nghĩa là chúng ta đang bị làm một cách để là chưa tổng quát, chưa có được cái giá trị cụ thể của cái việc mình đặt ẩn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ số 5. Ví dụ số 5, lúc này thì không phải là một cái hệ phương trình mà có dạng tổng quát ban đầu hoặc là có dạng của cái phương pháp mà chúng ta có thể đặt ẩn phụ được. Lúc này thì nó lại có chứa những cái giá trị đặc biệt một chút ở đây, đó là giá trị tuyệt đối. Hoặc ngoài giá trị tuyệt đối này ra thì một cái hệ phương trình thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể có chứa căn này, hoặc là có chứa biểu thức căn ở dưới mẫu, hoặc là vân vân, một số cái trường hợp khác nữa. Và nếu như hệ phương trình mà có những cái trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Chúng ta phải phân tích được cái đề bài như thế nào để chúng ta có thể giải quyết được.
muốn giải được hệ phương trình lúc này thì ở đây mình thấy là có dấu giá trị tuyệt đối. Khi đã có dấu giá trị tuyệt đối rồi thì giống như trước đây chúng ta học thì bao giờ có dấu giá trị tuyệt đối các con cũng phải đi xét các trường hợp, sau đó chúng ta sẽ phá dấu giá trị tuyệt đối này ra và chúng ta sẽ giải quyết được nó theo như cái cách làm mà mình đã học. Thì ở đây ta biết rằng là nếu như mình có giá trị tuyệt đối của x thì nó sẽ bao gồm hai trường hợp. Thứ nhất, nó có thể là bằng x nếu gì nhỉ? Nếu như x này lớn hơn 0, lớn hơn hoặc bằng 0 ấy. Tiếp theo, giá trị tuyệt đối của x có thể là bằng trừ x nếu như ta có là x mà nhỏ hơn 0. Vậy thì đối với từng trường hợp này thì khi mà ta phá dấu giá trị tuyệt đối này ra thì nhớ rằng là nó vẫn phải có điều kiện. Đấy. Vậy thì đối với cách làm này, đầu tiên ta cần phải xử lý điều kiện của nó. Trường hợp đầu tiên, nếu như xét là x lớn hơn hoặc bằng 0 thì ngay lập tức giá trị tuyệt đối của x sẽ bằng x. Và ta thay lại thì cái hệ phương trình ban đầu của mình sẽ phải tương đương với hệ phương trình mới. Phương trình mới này sẽ có phương trình đầu tiên là x cộng 4y bằng 18. Và phương trình thứ hai của hệ sẽ là 3x cộng y bằng 10. Vậy thì đã đưa về được cái dạng phương trình tổng quát ban đầu rồi thì ngay lập tức các con có thể xử lý bằng cái phương pháp thể. Chúng ta nhận diện phương pháp thể đó là để thuận tiện cho việc mình biến đổi một ẩn này theo ẩn kia. Vậy thì ở đây ta thấy là x này đứng một mình này, y cũng bên dưới đứng một mình. Vậy thì chúng ta có thể lựa chọn theo hai cách. Các con có thể sử dụng để là biến đổi x theo y thì sử dụng phương trình đầu tiên, phương trình số 1. Còn nếu như các con muốn biến đổi y theo x thì chúng ta có thể sử dụng phương trình số 2 ở đây. Đấy. Nếu như sử dụng theo phương trình số 1 thì ta biến đổi x theo y, có nghĩa là x giữ nguyên và ta sẽ chuyển về 4y sang về bên tay phải thì chúng ta sẽ thu được là x bằng 18 trừ 4y. Và sau đó ta thay lại xuống phương trình ở bên dưới, thu được phương trình một ẩn và giải cái phương trình này ra, ta sẽ thu được là x bằng 2 và y bằng 4. Sau khi có x rồi thì các con nhớ rằng như cô đã chú ý cho các con là chúng ta cần phải kiểm tra xem cái nghiệm của mình đã thỏa mãn điều kiện có nghiệm của ban đầu của cái hệ đấy chưa. Thì quan sát này, đối với trường hợp số 1 ta thấy là x lớn hơn hoặc bằng 0. Thì ở đây x mình thu được là x bằng 2. Vậy x bằng 2 đã thỏa mãn là x lớn hơn hoặc bằng 0 rồi. Có nghĩa là cái phương trình này, nghiệm lúc này thì 2, 4 sẽ là một nghiệm của hệ phương trình. Tiếp theo thì sau khi chúng ta kiểm tra xong cái trường hợp số 1 thì sang đến trường hợp số 2. Trường hợp số 2 ở đây là mình sẽ phải đi xét cái x này phải nhỏ hơn 0. Thì giá trị của tuyệt đối, giá trị tuyệt đối của x lúc này sẽ trở thành là âm x. Và hệ phương trình lúc này sẽ trở thành đó là trừ x cộng 4y bằng 18. Phương trình số 2 giữ nguyên là 3x cộng y bằng 10. Vậy thì từ đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ đưa nó về được đó là x bằng 4y trừ 18, tương tự như cách bên kia. Và bên dưới thì ta có là thay giá trị của x bằng biểu thức của y xuống bên dưới thì ta sẽ thu được là phương trình chỉ có một ẩn là y thôi. Từ đây thì mình sẽ có được x sẽ bằng 22/13 và y sẽ bằng 64/13. Một số này chúng ta thấy là nó khá là lẻ. Mà mặc dù lẻ như vậy rồi thì sau khi làm xong chúng ta vẫn cần phải kết hợp với điều kiện của x. Thì các con thấy rằng là ban đầu đề bài là ở đây trường hợp số 2 mình thấy rằng là x đang phải nhỏ hơn 0. Khi mà x nhỏ hơn 0 rồi nhưng ở đây mình thu được là x là 22/13, có nghĩa là nó sẽ không thỏa mãn. Mà nó đã không thỏa mãn thì nghiệm này sẽ không phải là nghiệm của hệ phương trình nữa. Vậy từ đây thì chúng ta có là hệ phương trình này sẽ có một nghiệm duy nhất. Và nghiệm duy nhất này chính là 2, 4. Đấy. Như vậy thì các con cần phải chú ý cho cô. Thế là không phải trường hợp nào chúng ta cũng có được một cái phương trình dạng tổng quát dễ như chúng ta bình thường chúng ta hay gặp. Mà nó có thể xử lý thông qua việc là có chứa giá trị tuyệt đối này, chứa căn này, ở dưới mẫu này, giá trị tuyệt đối ở dưới mẫu này. Tùy từng bài mà chúng ta sẽ lựa chọn cái cách làm sao cho nó phù hợp để chúng ta có thể thu được một cái kết quả nghiệm chính xác nhất. Bây giờ thì các con sẽ chuyển sang ví dụ số 6.
Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ số 6. Thì ví dụ số 6 này thì cô cho một cái bài toán nó nâng cao hơn một chút để thử xem là các bạn còn có nắm được cái cách làm này hay không. Bài toán người ta đưa ra đó là cho một cái đa thức P này, nếu như nó chia hết được cho một đa thức đó là x trừ đi A thì nó phải thỏa mãn đấy là P của A bằng 0. Nhớ cho cô đấy là PA bằng 0. Bởi vì mình học đấy là giống như ở phần trước mình có thể học là nghiệm của phương trình thì chúng ta sẽ xử lý. Tiếp này, đề bài nó yêu cầu đó là hãy tìm các giá trị của M và N sao cho đa thức sau đồng thời chia cho x cộng 1 và x trừ 3. Với cái đa thức PX lúc này được biểu diễn, đấy chính là bằng MX mũ 3 này cộng với M trừ 2X bình trừ 3N trừ 5X và trừ 4N. Vậy thì đặt ra câu hỏi ở đây là chúng ta cần phải xử lý được câu này như thế nào? Làm sao để tìm được giá trị của M và giá trị của N? Muốn tìm được M và N lúc này. Muốn tìm được M và N thì ta phải xử lý được dữ kiện đầu tiên để bài cho đấy là thứ nhất, P của A bằng 0. Tiếp theo là người ta cho đấy là để đa thức sau đồng thời chia hết cho x cộng 1 và x trừ 3. Có nghĩa là PX lúc này chia hết cho x cộng 1 và PX chia hết cho x trừ 3. Nếu như ban đầu thì mình có là đề nó cho ở đây là PX này chia hết cho x trừ A nhá, thì chúng ta mới suy ra được là P của A bằng 0. Thế còn đề bài bên dưới người ta cho đấy là PX này chia hết cho x cộng 1 này, đồng thời nó cũng chia hết cho x trừ 3. Vậy thì xử lý cái dữ kiện này thì chúng ta thấy là đầu tiên đối với ở ý trên, nếu như đây là x trừ A nhá thì đây là PA. Vậy bên dưới nếu như ở đây là x cộng 1 thì lúc này chúng ta sẽ cần phải đi xét giá trị P của số nào. Ở đây mình thấy rằng đây là trừ A này thì ở đây đi xét PA. Đây là x cộng 1 thì chúng ta sẽ phải lấy cái số đối của nó, có nghĩa là lấy âm 1. Đây. Tiếp theo PX mà chia hết cho x trừ 3. Ở đây là x trừ A thì đây là xét PA. Vậy đây là x trừ 3 thì chúng ta sẽ đi xét P của 3. Như vậy chúng ta sẽ phải đi xét P của 3. Và nó sẽ thỏa mãn đồng thời cái tính chất ở đây sẽ là bằng 0. Và bởi vì hai cái dữ kiện này đề bài nó cho là xảy ra đồng thời với nhau, cho nên là nó cũng sẽ tạo thành một hệ phương trình. Và lúc này thì ta thấy rằng là P của âm 1 nghĩa là gì? Có nghĩa là khi ta thay giá trị x bằng âm 1 vào biểu thức PX thì lúc này ta sẽ thu được biểu thức đấy sẽ bằng 0. Tương tự bên dưới cũng vậy. Nếu như cô thay x bằng 3 vào PX thì cô sẽ thu được là biểu thức này sẽ bằng 0. Vậy quay trở lại bài toán ban đầu thì ta thấy rằng ở đây biểu thức P nó được biểu diễn bằng một cái đa thức rất dài bao gồm chứa M, N này và X. Và nếu như ta đã xác định được cái giá trị ở đây mình cần phải xử lý, đó chính là hệ phương trình P của âm 1 bằng 0 và P của 3 bằng 0, thì chúng ta có thể dễ dàng để đưa ra được cái giá trị của M và N cần tìm. Bởi vì sau khi ta thay X vào trong cái phương trình vào trong cái phương trình của PX bằng 0 thì ta sẽ thu được giá trị cần tìm, đó là M và N. Cái cách giải của bài này thì cô sẽ hướng dẫn cho con như sau. Đầu tiên thì chúng ta phải xử lý được cái dữ kiện PX đồng thời chia hết cho x cộng 1 và x trừ 3. Như vậy thì có nghĩa là ta phải đi xét được P của âm 1 bằng 0 và P của 3 cũng bằng 0. Tiếp theo này, sau khi chúng ta đi có được cái hệ đấy thì chúng ta thay trực tiếp vào. Tất cả những giá trị nào của x, đầu tiên chúng ta sẽ thay hết bằng âm 1. Sau đó đến phương trình số 2, tất cả những giá trị nào mà có chứa x thì ta sẽ thay x bằng 3 vào. Từ đây thì chúng ta sẽ rút gọn cái biểu thức này đi và nó thu lại chỉ được một cái biểu thức mà chỉ chứa m và n thôi. Sau khi các con thu gọn tiếp lần nữa thì chúng ta sẽ thu được là ở phía bên trên này thì rút gọn hết m này và chỉ còn lại n bằng âm 7. Và phía bên dưới thì chúng ta có là 36m trừ 13n bằng 3. Vậy đối với phần này thì ta thấy là nó đã đưa được về dạng để áp dụng được phương pháp thế. Ta đã có giá trị n bằng âm 7 rồi, ta thế nó xuống phần bên dưới thì ta sẽ thu được giá trị của m và n nữa.
Vậy thì n này sẽ bằng âm 7 và m sẽ bằng âm 22/9. Bởi vì ở đây, đối với bài toán này, người ta không cho cái điều kiện của m và n, có nghĩa là m, n này chỉ cần là số thực thôi. Và đây, hai giá trị này chúng ta thu được đã là số thực rồi. Vậy thì từ bài toán mà chia hết thì chúng ta đưa được về theo để là tìm được giá trị bằng cái phương pháp thế. Cô hy vọng là đối với cái bài này thì chúng ta có thể là xử lý một cách là thông minh, bởi vì một trong những cái sai lầm mà các bạn thường gặp đó là cái việc xác định ở đây. Nhiều bạn sẽ gặp khó khăn trong việc xác định làm sao xác định được cái giá trị A này là gì. Thì nhớ cho cô này, tương ứng chúng ta có thể viết ra nháp, chúng ta thấy rằng là x trừ A này, thì mình sẽ phải đi xét PA bằng 0 này. Giờ viết lại bên dưới này, x cộng 1 này. Thì bởi vì ở đây là dấu trừ, thì chúng ta có thể đưa nó về được đấy là x trừ đi, trừ 1. Để đưa nó về được giống như cái dạng ban đầu. Thì có nghĩa là P1 phải bằng 0, P của âm 1 bằng 0. Thế tương tự như vậy, x trừ 3, thì chúng ta cũng sẽ thấy là đây là dấu trừ rồi, đây cũng dấu trừ. Như vậy, mình cũng sẽ phải đi xét P3 bằng 0. Đây là một cách mà để các con có thể nhận diện được chính xác giá trị của A nhé. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta xử lý theo cái ví dụ này thì nó là một cái bài toán mà có thể là áp dụng vừa kiến thức liên quan đến chia hết này, vừa áp dụng kiến thức liên quan đến giải hệ phương trình bằng cái phương pháp thế. Chúng ta sẽ chuyển sang bài ví dụ số 7. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ số 7. Đối với ví dụ số 7 này, như vừa rồi cô đã trao đổi với các con, đó là ngoài việc đấy là chúng ta có chứa giá trị tuyệt đối này, thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý bài toán mà hệ phương trình này có chứa căn. Ở đây ta thấy là có chứa đây, căn x này, căn y này. Vậy thì nếu như chúng ta áp dụng theo cách thông thường, đó là biểu diễn x theo y hoặc y theo x, thì cái vấn đề này xảy ra là rất khó khăn. Bởi vì chúng ta thấy là nếu như có căn thì thường là chúng ta có thể bình phương lên, nhưng bình phương thì thực sự là nó rất phức tạp. Và bây giờ nếu như giống như vừa rồi chúng ta đã làm ở ví dụ ở trước, thì ta thấy là sau khi chúng ta quan sát hai phương trình của hệ này, ta thấy là có chứa căn x này, bên dưới cũng chứa căn x này, ở trên cũng chứa căn y, và bên dưới cũng tương tự có chứa căn y. Vậy thì chúng ta có thể áp dụng theo, đó là chúng ta sẽ đặt ẩn phụ trước, sau đó chúng ta sẽ đi đưa nó về được cái phương trình cơ bản để chúng ta giải bằng cái phương pháp thế. Vậy đầu tiên muốn đặt được ẩn phụ thì ta cần phải có điều kiện của x, y, có nghĩa là điều kiện của nghiệm trước. Bạn nào mà còn nhớ về điều kiện của để có biểu thức có chứa căn ấy, thì chúng ta thấy rằng là để có được căn x và căn y thì lúc này điều kiện của x và y sẽ phải là lớn hơn hoặc bằng 0. Thì nhớ rằng x, y luôn luôn lớn hơn bằng 0 thì nó mới tồn tại được căn x, căn y. Sau đó thì chúng ta sẽ đi đặt một cái giá trị bằng căn x và một giá trị còn lại sẽ bằng căn y. Ở đây cô có thể đặt là bằng A. Thì tùy các bạn có thể xử lý, ví dụ như có thể đặt là M này, N này, hoặc là UV đều được. Không nhất thiết là chúng ta phải đặt là A là B. Đấy, thì chúng ta chỉ cần đặt bằng một cái ẩn bất kỳ thôi. Sau khi đặt là ẩn này rồi thì cần phải có điều kiện của ẩn nữa. Ta thấy rằng là căn x là một biểu thức. Nếu như đã là căn rồi thì chắc chắn nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Không bao giờ có chuyện để là căn nhỏ hơn 0 cả. Cho nên AB cũng sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 0. Sau đó thì khi mà có đã biểu diễn được AB như thế này rồi thì chúng ta sẽ đưa hệ phương trình ban đầu về, đó là trở thành là 3A cộng với 2B sẽ bằng với 16 và 2A trừ 3B bằng âm 11. Vậy đối với hệ phương trình này, việc áp dụng phương pháp thế chúng ta vẫn làm như bình thường. Chúng ta có thể là chọn bất kỳ A hoặc B để biểu diễn theo cái giá trị ẩn còn lại. Thì ở đây cô lựa chọn đấy là biểu diễn A theo B. Vậy cái bước biểu diễn này thì cô mong là các con sẽ tự mình có thể biến đổi, làm ra nháp để chúng ta rút ra được A theo B. Ở đây mặc dù là nó có dạng là phân số nhưng chúng ta vẫn thao tác như bình thường. Dù là đối với phân số thì cái việc thực hiện nó hơi khó khăn hơn một chút, nó có thể gây nhầm lẫn cho mình. Tuy nhiên là mình vẫn giải quyết nó bằng cách để là chúng ta thay trực tiếp A xuống cái phương trình bên dưới để ta thu được một cái phương trình mới chỉ có chứa ẩn B thôi. Và lúc này thì sau khi chúng ta thu gọn hệ phương trình thì ta thấy rằng là
ta sẽ thu được là A bằng 2, còn B bằng 5. Mặc dù là cái việc biến đổi ở phía bên này thì ta thấy là nó có chứa phân số là chúng ta thấy là có thể gây nhầm lẫn rồi. Nhưng nếu như các con làm cẩn thận, chính xác thì chúng ta vẫn sẽ thu được kết quả như mong muốn. Sau khi chúng ta thu được A và B rồi thì các con cần phải kiểm tra điều kiện của ẩn. Kiểm tra với điều kiện của ẩn thì ta thấy là hai giá trị này đều lớn hơn 0 rồi, lớn hơn 0. Như vậy thì nó thỏa mãn điều kiện. Sau khi kiểm tra xong, ta bắt đầu mới đi đến để là tìm x và tìm y. Nhớ rằng tuyệt đối không bao giờ được phép kết luận ngay nghiệm của hệ phương trình là 2 là 5 này đâu nhá, mà chúng ta cần phải đưa nó về tìm x, tìm y đã. Ở kia ta có là A thì bằng căn x. A bằng căn x. Như vậy muốn tìm x thì ta cần phải bình phương hai vế lên, có nghĩa là A bình sẽ bằng x. Mà nếu như mình đã có A ở đây rồi thì ngay lập tức sẽ suy ra được là x sẽ bằng A bình, có nghĩa là bằng 2 bình là bằng 4. Vậy ta sẽ suy được tương tự đối với y. X bằng 4 và y bằng 25. Thì sau khi mình có x, y, mình lại kiểm tra với điều kiện của nghiệm nữa thì sau đó chúng ta mới kết luận được là hệ phương trình có nghiệm duy nhất là 4 và 25. Như vậy thì đối với phần này thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà mình đầu tiên mình đặt ẩn thì nó sẽ đưa được cho mình một cái hệ phương trình phức tạp ban đầu về được một cái phương trình tổng quát dạng ban đầu mà chúng ta đã học. Tuy nhiên rằng là có phải là lúc nào cái phương pháp thế cũng đạt được cái độ ưu việt hay không? Hay là còn có một phương pháp nào khác để chúng ta xử lý được cái bài toán này mà không cần phải xử lý theo cách để là xuất hiện phân số? Bởi vì ta biết rằng là càng xuất hiện phân số hoặc là càng phân xuất hiện những số hữu tỉ chẳng hạn thì nó sẽ càng làm cho cái phương trình của mình trở nên là dễ nhầm, khó tính toán và cũng như là kết quả có thể là đi đến những cái kết quả chưa được chính xác lắm. Vậy thì ngoài cái phương pháp thế này ra còn một phương pháp nữa thì chúng ta sẽ học trong bài học sắp tới. Và bây giờ trước khi kết thúc về cái nội dung của bài này thì cô sẽ giao cho các con bài tập về nhà để các con có thể củng cố lại cái phần kiến thức mà chúng ta đã học ngày hôm nay. Đó là về phương pháp thế này, cách giải các phương pháp thế. Và chúng ta nhớ rằng là có những cái dạng toán như thế nào liên quan đến hệ phương trình. Ví dụ là chúng ta thấy là có những phương trình là có những dạng tổng quát cơ bản. Có những phương trình thì phải biến đổi một chút thì chúng ta mới đưa về được dạng cơ bản. Hoặc có những phương trình, những hệ phương trình thì chúng ta cần phải đặt điều kiện của ẩn này. Hoặc là sử dụng cái phương pháp đặt ẩn phụ để chúng ta đưa nó về được dạng tổng quát ban đầu. Ví dụ như bài này. Đấy. Ngoài ra thì các con cần lưu ý cho cô. Đấy là việc, thứ nhất là việc chúng ta kiểm tra điều kiện của ẩn này. Kiểm tra xem là các cái giá trị nghiệm của nó đã viết đúng hay chưa, vị trí của x, y đúng hay chưa. Thì cô hy vọng là các con sẽ làm tốt cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài tập về nhà. Đối với bài tập về nhà của phần vấn đề 2 này thì cô sẽ giao cho các con hai bài tập về nhà với nội dung thì sẽ xuyên suốt trong cái phần mà chúng ta đã nắm ở phía trước. Bài đầu tiên là bài số 1, bao gồm có hai ý, đó là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Ở đây đề nó cho là ý A và ý B. Tiếp theo là bài số 2 là tương tự giống như bài ở ví dụ số 6 vừa rồi thì đa thức PX để chia hết cho đa thức X chữ A khi và chỉ khi PA bằng 0. Và sau đó là thỏa mãn được cái điều kiện này. Thì cô hy vọng là cái phần áp dụng này thì các con sẽ không gặp khó khăn trong cái việc mình trình bày. Trên đây là nội dung của vấn đề số 2 chúng ta học, đấy là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong buổi học sắp tới.